Xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang đứng ở cái ngô đồng. Cái ngô đồng này thì đã xuất hiện ở phía mặt biển mọi người nhé. Và bây giờ thì nó trở nên rất là nổi tiếng với du khách ạ. Có rất là nhiều bạn trẻ tới đây check in ạ. Chúng muốn cà phê xanh á, xanh ở gần cái công viên và chính mình đang có gặp bạn qua bên công viên quay lúc chỗ cũng uyên đấy mà cũng không tra. Chú ăn cho mốt không biết ở một động cũng không tra. Không tra rồng quá rồng nhất Huệ rồi thì ra nhá, giống Huệ thì rồng thì đấy rồng hơn Đà Nẵng nhiều mà mình cảm tưởng những huyện nhỏ nó biết biết đáng gì á. Đà Nẵng á là đô thị hóa hết, còn mình là chỉ có thành phố Huế thôi. Thành ra nhìn tưởng nhỏ còn quy hoạch hết luôn mà quy hoạch xấu nên lời thiệt. Đúng rồi, cái mua làm sao Đà Nẵng này đâu hơn chứ mình quy hoạch mà vượng bao nhiêu thứ riêng cái phần giải tỏa không là đoá mệt lắm. Vừa rồi cái giải tỏa Thượng Thanh ở đây, phố Thượng Thanh hẳn mệt đấy. Giải tỏa gặp người dẫn thì hả mình gặp em đúng rồi, em hả thường thì kiểu người đi hàm đuống lên thì người tê cũng hàm đuống lên theo. Thử đồng loạt hết thì mình chấp nhận thôi chứ. Bây giờ thì mình sẽ phải tạm dừng video tại đây ạ. Và hẹn gặp mọi người ở các video lần sau.